Quá thích quả cây trước tiệm vàng, thanh niên mạnh dạn vào hỏi giá và cái kết. Đây có thể nói là hình ảnh đã làm rung động biết bao con tim của hội anh em chơi cây cảnh. Không phải ai cũng có mắt nhìn và biết thưởng cây ngắm hoa. Những người chơi cây thường chú ý đến 4 yếu tố chính: nhất hình, nhì thế, tam chi và tứ diệp. Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh của một cái cây nằm trước cửa tiệm vàng ở Nam Định. Hội tụ đủ 4 yếu tố trên đã khiến bao anh em muốn sở hữu nó. Không rõ giá của cái cây là bao nhiêu, nhưng một người vì đã quá say đắm trước vẻ đẹp này mà tìm đến hỏi chủ nhân, được chủ của cái cây trả lời như sau: "Chú vào mua hết vàng cho anh thì anh bán cây." Quả là câu trả lời khiến ai cũng tỉnh cả cổ, như này thì đố ai dám trả giá cao hơn. Nhưng mà chủ quán có bảo là nhà anh thì chẳng thiếu gì tiền với vàng, có để chú cứ mua hết được số vàng của anh thì anh để lại các cây cho chú. Vậy thì tình hình như thế này thì em không mua nổi vàng, bác nào mua được thì bảo em để em thương lượng cả nhà nhá. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Đâu phải có tiền là mua được tất cả phải không cả nhà? Dù biết rất thích, nhưng đành phải ngậm ngùi cất hình ảnh cái cây này vào nỗi nhớ thôi. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TB Channel biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TB Trends và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!